Chúng tôi là bác sĩ Trương Văn Như và bác sĩ Đồng Chí Nam trong ban giám đốc thuộc tổ hợp y tế United Care Medical Group. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả trong buổi phát hình tối nay của tổ hợp y tế UCMG. xin kính chào quý vị. Để mở đầu cho chương trình phát hình tối hôm nay, chúng tôi xin phép được trình bày cùng quý vị một sơ lược về cái tiến trình hoạt động của tổ hợp y tế United Care Medical Group. Như quý vị đã nghe thường xuyên trên đài truyền hình mỗi 2 tuần, thì chúng tôi tổ hợp y tế UCMG đã thành hình ở tại quận Cam và bắt đầu hoạt động từ năm 1995. Chúng tôi quy tụ được hơn 300 bác sĩ về gia đình và các bác sĩ chuyên môn thuộc đủ mọi chủng tộc. Chúng tôi có nhận những cái bảo hiểm của, thứ nhất là K Optima, thứ nhì là những bảo hiểm về y tế commercial gọi là HMO, giống như là Blue Cross, Blue Shield, Cigna. Và ngoài ra chúng tôi còn có bảo hiểm dành cho quý vị cao niên, nghĩa là quý vị có Medi và có đi làm, là ở cái bảo hiểm đó là thuộc về Central Health Plan. Mà ngoài ra chúng tôi còn có hợp đồng với K Optima để nhận cái bảo hiểm gọi là One Care, là để dành cho quý vị có Medicare và Medi-Cal. Thì chúng tôi, chủ trương của tổ hợp chúng tôi là phòng bệnh cũng như là chữa bệnh, và chúng tôi chú trọng về vấn đề phòng bệnh. Vì lý do đó chúng tôi đã tạo điều kiện rất dễ dàng cho các bác sĩ mà gia nhập với tổ hợp chúng tôi, những điều kiện dễ dàng khi mà đi khám bác sĩ chuyên khoa lần đầu tiên. Ngoài ra chúng tôi cũng có hợp đồng với những cái phòng thí nghiệm và quang tuyến với kết quả chính xác và mau chóng. Và để ngoài ra chúng tôi á còn có khuyến khích tất cả quý vị bác sĩ á, hành nghề theo đúng như phương châm á, là người bệnh là trên hết. Vì lý do đó chúng tôi rất khuyến khích tất cả quý vị bác sĩ ở trong tổ hợp của chúng tôi phải làm đầy đủ những cái điều kiện mà ở trên các cơ quan y tế đưa xuống, như là về đi khám phòng ngừa tổng quát mỗi năm, đi truy tầm các bệnh ung thư, truy tình tầm các bệnh truyền nhiễm và các bệnh kinh niên, và chương trình chích ngừa. Để bổ túc thêm cho cái phần trình bày này, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Trương Như cho biết thêm về chương trình One Care, tất nhiên là chương trình K Optima dành cho quý vị có Medicare và Medi-Cal. Dạ, xin mời bác sĩ Như. Cảm ơn bác sĩ Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là những quý vị cao niên có Medicare bậc A, bậc B và Medi-Cal, thì lúc sau này phải gia nhập những cái tổ hợp, trong đó những cái chương trình One Care mà tổ hợp UCMG, UCMN của chúng tôi hiện đang có nhiều phúc lợi cho người bệnh nhân. Và trong vòng 2 tháng tới đây, nếu quý vị nào chưa có gia nhập tổ hợp nào thì có thể sẽ nhận được lá thư từ Cao Tima, để từ trong đó người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để chọn tổ hợp. Nếu quý vị không chọn tổ hợp thì quý vị cũng nằm trong một cái tổ hợp, mà cái tổ hợp đó người ta sẽ assign những bác sĩ gia đình của quý vị không được theo ý muốn của quý vị. Đó là cái chương trình trong tương lai nó sẽ đi tới vụ đó. Và cái đó nó có một cái tên đó là ACO, thì hiện tại thì người ta đang xúc tiến và mọi chuyện nó phải clear trong vòng
2014. Theo chỗ chúng tôi được biết, để 2015 cái chương trình Obamacare được áp dụng rộng rãi, đó là theo dự định của ban lo về y tế của California. Thưa bác sĩ Như, thì bác sĩ Như nói rõ về cái chương trình mà bác sĩ Như vừa mới trình bày, đó là về Duo, đó chương trình Duo là cái chương trình đó là đã thật sự sẽ xảy ra, phải không bác sĩ Như? Đó là một chứ không điều, phải là một lời đồn nữa. Nó không phải là lời đồn nữa. Hồi đó giờ quý vị thấy là quý vị nghe nói là phải vô tổ hợp mà cứ định tới định lui, nhưng mà kỳ này thì gần như là chắc chắn rồi. Và cái Duo nó thì nó cũng là một cái dạng của Cautima, nên quý vị nếu quý vị vô liền trong bây giờ đó thì trong chương trình One Care thì những cái phúc lợi như về dental, về răng cũng như về mắt kiến của quý vị nó nhiều hơn, cũng như là những cái chương trình đi tập thể dục ở các 24 Hours of Fitness Centers. Ngoài ra những cái phương tiện về di chuyển, nếu quý vị nào đơn neo không có người nhà chở quý vị đi khám bác sĩ thì cũng có phương tiện để chở quý vị đến những cái nơi mà quý vị cần phải đi khám để mà truy tìm bệnh hoặc là chữa bệnh. Nhưng mà có một số quý vị cao niên đó, họ hoang mang là họ cho biết đó, là cái chương trình mà sắp sửa có đó là nếu như mình muốn vô thì mình vô, nếu mình không muốn vô thì mình có cái danh từ kêu opt out, như kiểu là mình đứng ngoài cũng được. Nhưng mà cái sự thật thì không phải như vậy, phải không bác sĩ? Trên nguyên tắc thì người ta nói là quý vị opt out, tức là quý vị đứng ngoài, nhưng mà đứng ngoài đó cũng nằm trong một cái, tại bây giờ hiện tại nó thẳng, nó có một cái nhóm mà theo chỗ chúng tôi được biết đó là nhóm những bác sĩ Ấn Độ, họ sẽ thầu tất cả những cái người mà opt out, có nghĩa là opt out nhưng mà nằm trong một cái tổ hợp. Là tại vì sao? Là tại vì hiện tại chính phủ họ muốn đưa cái quản lý y tế về địa phương, mà muốn đưa quản lý y tế về địa phương thì phải cho vô nhóm thì mới quản lý được. Chứ nếu quý vị còn ở opt out, tức là còn free for service, tức là muốn đi khám ai cũng được đó, thì chính phủ liên bang vẫn còn phải dính dáng. Mà dính dáng thì cái điều đó hiện tại thì nó không có còn phù hợp nữa. Vì trong cái chương trình mà theo dự định thì Obamacare 2015 bắt buộc phải ra đời, thì lúc đó nó có nhiều vấn đề khác phức tạp trong y tế mà về quản lý y tế rất là khó khăn. Cho nên họ muốn đơn giản hóa càng nhiều càng tốt. Thì tất cả, dĩ nhiên là quý vị có thể quyền opt out, nhưng mà opt out thì có thể là trong cái tổ hợp đó, cái tổ hợp mà opt out đó, họ sẽ chỉ định bác sĩ, chứ không phải là quý vị tự động muốn đi như lúc trước là đi đâu. Thật sự thì nó cũng có những cái vấn đề khó khăn. Tuy nhiên theo tôi đó, thì quý vị có thể vô một cái tổ hợp nào quý vị thấy là thích nghi nhất. Rồi sau đó còn nếu mà cái chương trình y tế mà nó vẫn còn thả lỏng thì quý vị muốn opt out thì lúc đó cũng dễ thôi. Không có ai bắt buộc, không có ai có quyền bắt buộc quý vị phải ở trong cái tổ hợp mãi. Đó là lý do. Để trình bày cho rõ ràng là quý vị có thể opt out, nghĩa là đứng ngoài, nhưng mà chỉ được quyền đứng ngoài cái phần Medicare A, Part A thôi, là phần nằm nhà thương đó. Còn cái phần Medi-Cal đó mà của bên Cautima đó, quý vị á, nếu mà không mà đứng ngoài đó thì quý vị sẽ không được hưởng những cái điều lợi của cái chương trình Cautima. Như vậy là quý vị á, sẽ dù á, có opt out quý vị cũng sẽ mất rất nhiều điều kiện. Và có một điều chắc chắn nữa là người ta sẽ cho quý vị trong vòng 60 ngày hay là 30 ngày vậy đó để quý vị lựa chọn. Nếu quý vị mà không có lựa chọn cái tổ hợp hay là bác sĩ nào mà quý vị thích đó, thì là Cautima họ sẽ tự động đó, họ sẽ đưa quý vị vô trong một cái nhóm nào đó, và mà một bác sĩ mà có thể là quý vị không có biết.
là cái này là tin tức này là anh em chúng tôi có được cập nhật hóa ở trên cơ quan CAOptima, thành gì xin trình bày cho quý vị. Nếu mà quý vị có những gì thắc mắc về cái chương trình OneCare và gia nhập chương trình OneCare thì xin quý vị bác sĩ Như cho biết liên lạc ở đâu ạ? Chương trình OneCare, nếu mà cái tổ hợp của CAOptima nói chung đó là 1-800-960-9070, 1-800-960-9070. Còn nếu quý vị muốn liên lạc với cái tổ hợp OneCare, để nhập OneCare, mà muốn gia nhập OneCare mà cái tổ hợp UCMG, thì quý vị có thể liên lạc với cô Lucy, số phone trực tiếp là 714-351-8683, 714-351-8683. Yeah. Ngoài ra trong cái tổ hợp UCMG thì nếu quý vị muốn liên lạc với tổ hợp để đổi từ tổ hợp khác trở về tổ hợp UCMG, UCMN đó, thì quý vị có thể liên lạc cái số là 1-877-225-6784, 1-877-225-6784. Yeah. Thì như bác sĩ Như trình bày đó, thì quý vị liên lạc với cô Lucy về cái chương trình OneCare. Như vậy là không có nghĩa là cô Lucy đó, cổ sẽ làm cho quý vị vô trong cái chương trình OneCare ngay đâu. Cổ phải lấy một cái hẹn với quý vị hay là những người phối ngẫu của quý vị và trong gia đình quý vị. Cổ phải trình bày và rõ từng chi tiết về những cái điều kiện, về những điều lợi, những cái điều hại này kia của chương trình OneCare. Thì lúc đó quý vị thấy mà quý vị có thích, có đồng ý thì là quý vị mới gia nhập. Chứ không phải là quý vị kêu cho cô Lucy này là để là đi bộ. Vâng, dạ, vâng. Dạ, xin có cái lời đính chính. Có nhiều quý vị nghĩ là bên UCMG nói quý vị gọi điện thoại cho cô này là tất nhiên là quý vị vô trong cái tổ hợp này không đúng đâu. Yeah. Là cái để cho cái số phone của cô Lucy là để cô Lucy là cái người rất rành tiếng Việt Nam và để cô giải thích cho quý vị rõ cái lợi, những cái lợi điểm và những cái điểm, những cái quy luật mà khi chúng ta vào trong cái tổ hợp OneCare, vào trong cái OneCare, chương trình OneCare, cái tổ hợp UCMG. Chứ không phải là gọi là gặp cô này là tự nhiên mình mắc kẹt vô cái OneCare đâu, không có. Yeah. Yeah. Bây giờ mà chúng tôi xin bước sang phần chuyên môn để cho quý vị được có thêm một vài kiến thức. Vẫn biết là quý vị cũng đã biết nhiều về những cái gì mà anh em chúng tôi sắp sửa nói đây, nhưng mà chúng tôi có nhiệm vụ và bổn phận là phải nhắc lui nhắc tới như vậy để cho quý vị nhớ là trong những ngày sắp tới đây thì mình nên làm những cái gì. Cái mùa này là mùa hè, đang còn mùa hè nhưng mà cũng gần hết hè này, sang đến mùa thu, tới mùa đông là bắt đầu có nhiều cái bệnh này kia, thì quý vị cần phải chú ý và cần phải phòng ngừa. Thì xin bác sĩ Trương Như cho một vài kiến thức về cái vấn đề mà chích ngừa cúm. Dạ, yeah, yeah. Yeah, vâng. Kính thưa quý vị, thì gần hiện tại ngày hôm nay thì vẫn còn rất là nóng. Tuy nhiên, cái thời gian nóng nó sắp chấm dứt mà chúng ta sắp tới một cái giai đoạn thu đông, thì có nhiều quý vị sẽ phải vướng bệnh. Mà một trong những cái bệnh mà thông thường chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, phải chích ngừa đó là bệnh cúm. Thật sự mà nói thì năm nào trong cái tổ hợp UCMG, các bác sĩ gia đình đều chích ngừa cúm cho những người cao niên. Và hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại mà thôi. Và hiện tại thì thuốc đã sắp về rồi. Và quý vị có thể trong vòng vài tuần tới thì có thể chích ngừa cúm. Tuy nhiên người ta vẫn recommend, tức là vẫn khuyên là nên chích ngừa vào khoảng cuối tháng 10 để cho cái miễn nhiễm nó kéo dài lâu hơn. Khi tới mùa lạnh khoảng tháng giêng, tháng 2 nó vẫn cái miễn nhiễm trong cơ thể chúng ta để chống lại cúm nó vẫn còn cao. Đó là
lý do chúng ta phải chích cúm, nhất là những người mà có những cái bệnh kinh niên như là cao máu, tiểu đường, bệnh về phổi. Ngoài ra những cái người quý vị cao niên đó thì ngoài cái cúm ra thì mùa này chúng ta trong cũng phải để, nếu quý vị nào mà chưa chích ngừa viêm phổi thì cũng nói nhắc bác sĩ gia đình để coi chúng ta đã chích ngừa viêm phổi hay chưa, và nếu chưa thì chúng ta cũng chích ngừa viêm phổi, bởi vì ngừa viêm phổi thì 5 năm mới chích một lần theo cái chương trình mới. Ngoài ra thì ở những người cao niên có thêm một cái bệnh nữa là cái bệnh dời leo thì là zona hay là dời leo thì shingle đó, thì cũng là một cái bệnh rất là mà người lúc sau những người lớn tuổi hay sợ, là tại vì khi nó xảy ra thì có nhiều người thì không có đau lắm, nhưng có nhiều người đau mà thuốc uống thì không chịu nổi, phải vô nhà thương để chích để cầm đau. Và có khi nó kéo dài nó nửa năm, có người kéo dài cả năm mới bớt đau. Thành ra chích ngừa ba cái mà quý vị thấy là cúm, viêm phổi và dời leo. Khi mà nói chích ngừa viêm phổi không có nghĩa là khi quý vị mà chích ngừa viêm phổi là quý vị không bị viêm phổi đâu. Cái trong cái chích ngừa viêm phổi này nó chỉ nói lên là nó chích ngừa cái loại vi trùng mà nó gây viêm phổi thông thường nhất ở người cao niên. Đó là Streptococcus pneumoniae thì khoảng hơn 50%. Còn nếu quý vị vì một lý do nào đó mà quý vị cơ thể quý vị yếu thì quý vị có thể vẫn bị viêm phổi do những con vi trùng khác. Tuy nhiên cái chích ngừa viêm phổi đây nó có thể cover, nó để che chở cho quý vị những cái viêm phổi mà do cái con vi trùng gây viêm phổi thông thường nhất, mà đã chiếm hơn 50% so với những tất cả những cái loại vi trùng khác còn lại. Về cái phần bệnh cúm á, thì có nhiều người cứ hay hỏi không biết năm này bệnh cúm nó có không ha, hay là nó có nặng giống năm vừa rồi hay sao. Xin thưa quý vị là không có ai có thể nào mà tiên đoán là cái dịch cúm nó tới lúc nào, mà nó nặng nhẹ ra sao hay là kéo dài bao lâu. Nhưng mà thông thường thì cái bệnh cúm nó hay xảy ra về cái cao điểm là khoảng chừng tháng giêng và tháng hai tây đó. Mà nhưng mà cái cúm thì như bác sĩ Như nói đó, thì nó có thể xảy ra từ tháng 10 cho tới tháng 5. Hành gì vì lý do đó thì quý vị cần phải ngừa cúm thôi. Không phải là chỉ một nhóm người nào đó mới bị cúm đâu, là theo cái thống kê đó thì năm nào đó ở tại Mỹ cũng cái số người bị cúm là cũng có lên tới số triệu, mà cái số người chết vì bệnh cúm cũng lên tới số ngàn. Và ngoài ra đó thì là cái bệnh cúm là nó không có tha ai hết á, nó từ người nhỏ cho tới người già. Bác sĩ vì lý do đó, vâng, bác sĩ thì bị dễ hơn có thể là dạ. Thì vì lý do đó thành trên cái cơ quan mà chích ngừa phòng ngừa về bệnh truyền nhiễm của nước Mỹ này đó, họ khuyến cáo là không có kể là người nào bị bệnh gì hay là như vậy, tất cả những người nào mà từ 6 tháng trở lên á là phải đi ngừa cúm. Mà nếu như mà ngừa cúm á thì là phải tùy theo cái mà cái loại, thì có thể là chích thịt, có thể là chích dưới da, có thể là xịt vô lỗ mũi, tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Và ngoài ra đó thì năm này đó thì người ta tiên đoán á là cái mấy cái con mà siêu vi trùng mà cúm á nó có thể đến á, là có 3 loại, thì là 2 loại A và 1 loại B. Cái một loại là kêu California, một loại là ở bên Victoria, và một loại B á là loại Massachusetts. Thì đặc biệt á, có một cái hãng đó nó có bỏ thêm một cái loại B vô nữa là Brisbane, là cái loại này nó cũng có gây ra cái bệnh cúm trong năm vừa rồi. Về cái hiệu quả đó thì cái miễn nhiễm của cơ thể đó nó giảm từ từ đi bác sĩ, theo thời gian do nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng mà cái hiệu quả khi mà mình chích một mũi cúm, giống ví dụ mình chích vào tháng cuối tháng 8 đầu tháng 9 ở đây, thì nó cũng có thể kéo dài cho đến hết cái mùa cúm.
Nếu như mà cái giống như thí dụ giống như năm rồi, nó cái loại thuốc ngừa cúm người ta làm ra đó, nó không có match nhiều với lại cái cúm mà nó mới xảy ra năm vừa rồi, tại vì có nhiều người chết rồi á cũng có thể bị, nhưng mà nếu mà chết rồi á mà có bị cúm thì bị cũng nhẹ hay là không bị. Quý vị mà cứ nghĩ là ô tôi chết rồi tôi cũng bị, vậy tôi chết làm gì, quý vị nên nhớ là những cái người mà không có chết ngừa cúm bị là bị nặng lắm. Đúng. Và có thể là nguy hiểm lắm. Thành gì bạn nên nhớ là phải cần ít nhất là 2 tuần để cho cái cơ thể mình nó tạo ra cái chất nó chống lại cái bệnh mấy cái con siêu vi trùng cúm này. Và những người nào mà dưới 9 tuổi đó thì khi mà chích lần đầu tiên đó là phải chích 2 lần cách nhau 1 tháng. Không biết còn thì giờ nhiều để mình nói qua bác sĩ. Bác sĩ Nam thì có nhiều cái phải chích ngừa lắm. Ngoài cái ngừa cúm thì bác sĩ Nam đối với con nít thì cái HPV cái lúc sau này cũng được nhấn mạnh rất nhiều đối với cái trong cái cộng đồng của những người trẻ tuổi rất là phổ thông. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ Như. Thật ra cái mà về cái con siêu vi trùng á mà human papillomavirus này đang kêu HPV này, thiệt ra là để cho bác sĩ Võ Văn Cầu ông chuyên về sản phụ khoa và ông có nghiên cứu rất nhiều về cái bệnh mà do cái con siêu vi trùng nó gây ra. Thì ở đây chúng bác sĩ chúng Nam tôi có thể nói về cái lịch trình mà chủng ngừa cái HPV cho chỉ sơ lược qua là cái con siêu vi trùng HPV này á, nó gây ra bệnh á, ở đường sinh dục á, đàn ông cũng như đàn bà. Thì mỗi năm ở tại nước Mỹ này có 20 triệu người á, bị bệnh do con siêu vi trùng gây ra. Và bốn nhánh của cái con siêu vi trùng này á, là nó gây ra ung thư cổ tử cung. Hai nhánh nó gây ra ung thư cổ tử cung. Thì một năm á, ở tại Mỹ đây nè, thì là có 12.000 người á, đàn bà đó được chẩn đoán là bị ung thư cổ tử cung và 4.000 người chết. Và một cái sự mà theo thống kê của bác sĩ Võ Văn Cầu á, với lại là cái cơ quan kêu National Health Institute á, là trung tâm về sức khỏe của quốc gia ở tại Mỹ đây á, thì người ta cho biết á, là cứ 100.000 người đàn bà thì có 8.1 người là bị ung thư ở người da trắng, ở da đen thì là 11%, mà ở người Á Châu mình là 10%. Nhưng mà có một cái sự gì mà không có biết mà tới giờ này cũng chưa có ai tìm hiểu ra là vì một lý do nào đó người đàn bà Việt Nam lại bị ung thư cổ tử cung cao nhất. Là cái số người đàn bà Việt Nam mà bị ung thư cổ tử cung có thể gấp 5 lần ở đàn bà da trắng. Là gì? Vì lý do đó là cái, để nói cho quý vị biết á, là mặc dù á, là cái bệnh nó nguy hiểm như vậy, nhưng mà nếu mà mình phòng ngừa được á, thì là tốt nhất. Thì may lắm là bây giờ mình đã có một cái loại thuốc á, nó chế ra để ngừa cái con siêu vi trùng này. Và có hai loại thuốc, một loại thì nó chế ra để ngừa hai cái nhánh của con siêu vi trùng này mà gây ra ung thư cổ tử cung, có một cái nó làm bốn nhánh. Và quý vị nên nhớ là cái thuốc này nó an toàn lắm và cái hiệu quả nó tới 90%+ sau khi mà chích 3 mũi rồi thì quý vị có thể được bảo vệ bởi khỏi cái bị bệnh này. Mà nếu chích là thì phải chích cho mấy em nó chích lúc mà nó chưa biết gì đó. Đúng rồi. Giống là mấy em gái từ 11 đến 12 tuổi, bây giờ mấy em trai cũng phải chích nữa. Dạ. Vâng. Thì là thì xin nói cho quý vị biết về cái an toàn thì cũng an toàn lắm. Có một vài trường hợp thì mấy em gái mà vị thành niên nó chích nhiều lúc nó hồi hộp quá, nó đứng dậy rồi nó choáng váng, nó sợ nó xỉu, nó té, là gì mình phải cho mấy em nó ngồi thì nó nằm 15 phút sau khi chích, chứ còn ngoài ra thì cũng không có cái gì mà nguy hiểm cả. Tại vì xin cầu quý vị ghi nhớ. Thật sự là cái thuốc này rất là quý mà chỉ có cái nền y khoa của Hoa Kỳ nó có thể cover lo lắng nổi hết.
Chứ một mũi, riêng ba mũi này nếu mà trả tiền mặt nó cũng lên cũng cỡ cũng khoảng $300. Đúng rồi. Ít nhất phải 300. Và nếu mà mũi chích á, cho đầy đủ á, phải chích 3 lần. Mỗi lần á, trong vòng 6 tháng phải chích 3 lần thì nó mới có đầy đủ chất chống miễn nhiễm ở trong người. Kính thưa quý vị, mặc dù chúng tôi đã cố gắng để trình bày cho quý vị những cái tin tức về y tế, nhưng mà cái thời gian mà phát hình nó có hạn, thành vì chúng tôi bắt buộc phải xin tạm ngưng chương trình hội thoại y tế của tổ hợp y tế UCMG ở tại đây. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ ra để theo dõi chương trình này của anh em chúng tôi. Xin mời bác sĩ Trương Như có lời chào đến quý khán thính giả. Dạ, tôi bác sĩ Trương Văn Như xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị lần sau. Dạ, xin chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc.